Thưa quý vị, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các sở ngành có liên quan. Tại buổi làm việc, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Kết quả triển khai quyết định số 766 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử và kết quả thực hiện quyết định số 422 ngày 4 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Sóc Trăng vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Qua đó, tỉnh đề xuất Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ ngành trung ương kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân, đặc biệt là trên môi trường điện tử. Bộ Công an xem xét sớm chấp thuận mở kết nối chính thức cho tỉnh kết nối chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Sáng nay, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp với một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan đã nêu những khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Ước tính cuối năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện giải ngân vốn trung ương gần 163 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 78% so với kế hoạch. Ngân sách địa phương và vốn huy động giải ngân hơn 27 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 79%. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022, phấn đấu hoàn thành tiến độ, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Công đoàn ngành y tế vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý 3 năm 2022 và hoạt động công tác nữ công gắn với kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tính đến nay đã có gần 1.300 lượt đoàn viên trong ngành hưởng lợi ích từ chương trình phúc lợi với số tiền được giảm là trên 185 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi tặng quà sinh nhật họp mặt cho gần 2.900 đoàn viên với số tiền gần 410 triệu đồng, duy trì 115 tổ tiết kiệm nhằm phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đồng thời góp phần chăm lo nâng cao đời sống vật chất cho 1.730 đoàn viên, công nhân viên chức lao động với số tiền huy động hàng tháng trên 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội được các công đoàn cơ sở tham gia như chương trình tủ áo tình thương, gốc tình thương, quỹ tấm lòng nhân ái, phối hợp với chính quyền, cung cấp, phụng dưỡng 11 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số ý kiến về việc bàn giao đoàn viên công đoàn thuộc công đoàn cơ sở chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh về sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, về công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Công đoàn ngành y tế tổ chức hoạt động đám việc nhà chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chiều ngày 13 tháng 10, tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 khóa 7, sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng, tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Trong 9 tháng qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức thực hiện 784 công trình phần việc thanh niên với tổng kinh phí 13,930 tỷ đồng, tặng trên 21.000 phần quà trị giá gần 7,4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vận động và xây dựng 40 căn nhà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, 109 xã phường thị trấn thành lập 338 đội hình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho trên 16.900 thanh thiếu nhi và người dân. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Sóc Trăng tiên phong gương mẫu đoàn kết sáng tạo được tổ chức thành công tốt đẹp đã bầu ra ban chấp hành gồm 39 đồng chí và 15 đại biểu dự Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Đại hội đã thống nhất với 13 chỉ tiêu cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đã sửa chữa 63 km, làm mới 8 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 22 tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 và sàng lọc bệnh mãn tính cho 1.969 người dân, tư vấn tâm lý cho 1.127 đoàn viên thanh thiếu nhi, trồng mới 77.670 cây xanh, tư vấn hướng nghiệp cho 11.500 lượt đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 2.200 thanh niên.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 36 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.